Chào bạn, nó đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ quay video về Mini World. Hôm nay có thêm nhân vật mới nha các bạn. Bất ngờ không? Là Seraphim San. Seraphim San có cái đầu lâu ở trên đầu. Rất là hay luôn. Mình đổi lúc này. Mình sẽ cho con này đấu với con này và con này. Là muốn tạo ra và các bạn phải hả ra chứ. Nè con sa nó mới hết lỗ con sa luôn để ra được con Seraphim San. Em mừng lừa các bạn á, các bạn nó có tin nha. Mình thả ra nè. Quá là đẹp luôn. Giờ mình sẽ cho cách đấu với nó nha. Đúng nó. Giờ các bạn sẽ bầu chọn cho ai thắng. Nó Seraphim San hơi bị đẹp. Kiệt thì bầu chọn cho... Đấu được nha các bạn. Kiệt thì bầu chọn cho rồi. Seraphim San. Seraphim San mạnh lắm. Ủa cũng đúng. Cũng đúng nha. Ủa vừa thả chiêu đẹp lắm mà. Sao giờ ngừng rồi? Vì chỗ nó cảnh nó đẹp không các bạn? Vì chỗ nó hết mà nè. Hết mà nè nhanh vậy. Cả hai bằng máu nha, nhưng mà sức mạnh không biết có bằng không hay là hơn. Rồi gấp bắn rồi kìa. Biết tạo ra bàn tay luôn kìa chưa. Nó tạo á. Mình thấy là Seraphim mình San tạo. Seraphim San tạo cái gì mà có 5 đam nè. Lại đi. Gấp to. Lại đi. Hồi đó mình sẽ cho Seraphim San đấu với Chara. Chắc ra là ở video trước mà yếu xìu. Đúng rồi. Không biết cái đấu lại không? Giờ con này mạnh hơn Seraphim San. Sao gắt tờ. Chào của Thanh mà sao ngán chứ thế. Rồi rồi rồi. Rồi. Chưởng chiêu rồi kìa. Ủa nhưng mà tại sao con này không có chiêu Blaster? Sao con này nó chịu hồi ra và chiêu chất giả là sao? À nó có cái gì xanh xanh ở dưới để cây đam nè. Rồi nó lấy cái kiếm giáp của mình á. À bàn tay Seraphim San. Ủa đúng hay. Lại đây bạn. Oh no. Thằng này. Oh no. Ồ vậy là cả hai về nhưng mà thấy là mình bây giờ. Rồi nó bay lên kia nữa rồi. Bay lên cái trời nhà nữa rồi. Đó, nó bay á, nó bay không được. Thôi mình đi ra chỗ khác xa xa chút xíu. Đây, review lại cho mày coi. Cái gì chuyển quá này không cho quay nữa đó. Đây nè các bạn, đầu lâu ở trên đầu. Nè. Ở đây có mặt nữa nè. Hay kỹ không các bạn? Rồi, đây à. Chú sẽ cho San đấu với nó. Nó đâu đấu. Rồi nó San chuẩn chiêu rồi, San chuẩn chiêu rồi, không biết ai sẽ thắng rồi. Thì chiêu của San mạnh lắm đó. Không thể tin được. À nhưng mà nay không công bằng cho lắm. Seraphim San đâu phản lại đâu. Rồi, phản lại ra kìa, phản lại con vô tiêu rồi. Tèo không biết ai sẽ thắng này. Ủa, à khi mà Seraphim San phản là coi như San tiêu đời. Nhưng mà không biết là ai mạnh hơn. Xa nè. Seraphim San. Rồi. Dạ, có Seraphim San nhậu lắm. Các bạn nhớ coi nha. Coi video này ủng hộ mình lên 10 subscribe bằng cách nấn nút đăng ký luôn. Ủng hộ nó lên 100 subscribe đi. Nó ở dưới á. Dưới video đó. Đúng rồi á. Các bạn bấm vô đó thì các bạn sẽ thấy. Ủa vậy con này thắng rồi. Giờ là Seraphim San mạnh nha. Mạnh dữ chưa? Mạnh dữ. Mạnh hơn Seraphim San. Dễ. Giờ San tới kìa. Jester mạnh hơn. Để cho ba con đấu với. Ba con đấu với Seraphim San. Seraphim San chưa không có đẹp lắm.
ra đọc. Ủa giờ là Seraphim San biết biết thả thả xương nữa nha, dao của cha ra rồi lửa nữa kìa, nó một đống luôn. Nhưng mà bàn tay lửa. Ok, tuyên bố San thắng. Hay giả đang coi là con nít chứ không phải là người lớn nha chị. Chị khù cái nó sợ nó khỏi coi luôn, khỏi ủng hộ mình luôn. Ok thì từ nãy giờ mình đã thấy ba con đấu nhau rồi. Đấu nhau rồi thì Seraphim San bàn thắng. Nhưng mà trận đấu cuối cùng á, ai sống sót cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Peter, San và Sara. Coi đấu với, đấu nổi với Seraphim không? Seraphim San coi gì mạnh lắm đó các bạn. Ủa vậy là San sống sót cuối cùng. Đây là trận thứ nhất. Trận thứ hai rồi đó. Rồi cố lên cố lên cố lên. Quay vậy là San vẫn còn sống. Trận thứ hai San vẫn còn sống, để coi trận thứ ba như thế nào. Đập, đập kiếm đất hoài. Đầu tiên là tới Seraphim nè, San nè, rồi tới Seraphim, Seraphim. Chắc nó coi phim gì nó thành Seraphim San luôn đúng không? Đúng, nó coi phim nhiều quá vậy, nó thành Seraphim San. Giờ một con người chắc cái coi phim nhiều quá thành Seraphim San. Ủa? Luôn. Vậy trận đấu thứ ba là Seraphim San thắng mà không biết ai thắng. Trận trận đấu thứ 4 đi, trận đấu thứ 4 chẳng là trận đấu cuối. Trận đấu cuối. Quá bùm. Rồi. Seraphim San tạo tiếng gì? U, Captor và San đang hợp tác. Mình nhớ là mình đâu chịu hồi hai con đâu. À con này không tính nha. Con này không. Cút cút. Ô vậy là trận đấu thứ 4 San thắng. San là sống sót cuối cùng, vậy là San mạnh nè. San này mạnh nha. San mà yếu nha. Yếu vậy. Yếu thiệt là mạnh. Ok, video mình tới đây cũng hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký. Ký để ủng hộ mình. Mình nhá. Và bye bye, hẹn gặp lại ở video lần sau. Bye bye.